Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Paladin. Và trong tập trước chúng ta đã kết thúc khá là nhanh. Thì trong tập này hy vọng là chúng ta sẽ kết thúc chậm hơn một chút, bởi vì chúng ta chỉ có 3 người chơi tính luôn cả mình. Và chúng ta sẽ có 2 thằng máy ở trong. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tướng đi. Lần trước chúng ta đã thử Groover rồi, đây là một vị tướng mới cũng khá là thú vị. Và bây giờ nếu mà trên đà tiến tới này thì mình sẽ chơi tiếp anh đầu chọc này. Anh đầu chọc này tên là gì? Chúng ta bấm chữ gì để coi coi. Giờ dẹp luôn cái chữ để coi là thiệt tình. Giờ chúng ta chỉ có thể chọn và locking mà thôi. Rồi, chơi anh đầu chọc này đi. Rồi, giờ chúng ta sẽ chọn chiêu Kronos. Thông thường thì mình cũng chẳng thèm chọn chiêu làm gì. To deployable. Raw weapons. Cái đó thì cũng được. Giờ chúng ta phải chờ Kronos. Chúng ta hãy coi chiêu gì có lợi nào. Và nó sẽ tăng cái thời gian hồi từ chiêu cuối. Không phải hồi, từ chiêu cuối ở đây không có hồi, mà nó sẽ được tính thời gian để sạc lại. Và Heroic Leap Distance 20%. Cái này là chiêu nhảy dậm nè. Leap sau 3 giây. Cái này có nghe có lý à. Berserk 3% attack speed. Big game bug shock. Nó có gì đây? Wrecker Damage to shield. Thôi dẹp, lấy Berserk đi. Và ông ta giảm sát thương nè. Cái này là lúc đầu chúng ta chọn cho cái con Groover đó cũng khá là hay. Chắc chọn cho thằng này luôn đi. Rồi lấy cái Shelter luôn đi. Và Exit Strategy. Chuẩn bị. Prepare for battle. Rồi, chuẩn bị Temple Ruins. Nó không có màn gì mới ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới trận đấu giữa... Ồ, tới 4 người lận hả? À không, 3 người à. Ta nằm ở giữa. Thì thằng này bắn shotgun. Và chiêu này là bắn lưới 90. Không có dân ngược về đâu, chỉ là bắn lưới thôi, chứ không phải bắn lưới 90. Và còn những tuyệt chiêu khác. Chiêu cuối là nó sẽ dậm lên, nó tạo như đại địa chấn của Zavan vậy đó. Nói vậy cho các bạn dễ hiểu. Và Recover là hồi máu. Và Heroic là Leap. Là chiêu nhảy. Rồi chúng ta mau lấy cái Teleport nào. Bây giờ mình sẽ bước xuống ngựa đi. Và khi cái cửa đó mở thì mình sẽ biểu diễn chiêu nhảy cho các bạn coi. Nhảy. Đó. Đó là chiêu nhảy. Easy. Ok. Và chúng ta hãy mau mau lại cái chỗ đó để capture. Bắt buộc chúng ta phải vô tầm cận chiến thì chúng ta mới chơi được đối với thằng này. Bởi vì nó là... First Blood rồi, chạy. Cần hồi máu. Ta bấm Q để hồi máu. Và hãy... Này nó bắn shotgun nên nó bắn... Ây da! Phải vô tầm cận chiến thì mới dễ chơi. Rồi để mình cài đạn lại. Và chúng ta hãy mau chóng đứng dòm. Chúng ta leo lên ngựa đi. Lên ngựa là chuẩn bị được rồi. Rồi rồi đây rồi. Một mạng vô nạp mạng. CNG arrive rồi. Bắn luôn, thiệt. Thấy cái trụ rồi, bắn luôn. Đi đâu vậy? Đâu vậy cưng? Hi. Đâu. À, để canh mẹ. Bắn chính xác. Bắn dính Kasi rồi phải. Rồi, giờ đục cửa tiếp. Rồi. Xong. Và con Shaman đang xuống. Rồi thôi, chúng ta mau dọn ra khỏi nơi này. Sau khi cái Sea Engine bể thì bạn nên đi khỏi nơi này. Bởi vì ở lại cũng chẳng được ích lợi gì đâu. Và ta mau bấm F5 nào. Ây da, nó bắn trúng hoài. Thành ra chúng ta mất cái con ngựa.
mình sẽ nâng shelter, bởi vì mình muốn chúng ta có thể sống sót lâu hơn trong giao tranh. Bây giờ anh ta hãy qua bên đây đi, mau chóng tiến tới, đồng đội đang cần chúng ta, mau chóng tới nào. Ê, thằng đó có khiên. Fernando, đứng lại. Một phát nữa, ơi cây này sắp gần bắn không trúng. KS. Rồi, không KS được. Những vị tướng mà gây sát thương theo thời gian á, nó rất là có lợi. Bởi vì khi bạn bắn như cây này, mạnh thì có mạnh, nhưng mà tới những lúc nào cần thì bạn không thể nào tiêu diệt được đối phương. Ví dụ như vậy. Ở đó, đó, thấy chưa? Chúng ta vẫn chưa có Ultimate nữa. Để tôi help. Rồi, đây, đây. Đứng lại. Fernando yếu lắm. Rồi đó. Fernando có lúc yếu lắm. Bây giờ chúng ta cần leo lên trên. Và mình đã thấy nhảy. Rồi chúng ta để hồi máu một cái nào. Ồ phải mình tiêu diệt. Chứ ai thế ơi. Cái đó gọi là canh me bắn từ trước nhưng mà không có bắn trúng được. Thục nó. Sao tàn hỗ trợ không vậy? Khổ thật. Ta mới có anti 100% rồi. Dọng cái anti xuống. Đóng đại đi chấn. Killing spree. Tiến lên bà con ơi. Ao 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 ao. Ê cái con shaman nó đang biến dạng linh hồn hay cái gì đó. Ta mau tiến vô nào. Bình tĩnh bà con. Tin được không? Tin được không? Trận này còn nhanh hơn trận trước nữa. Kinh khủng. Trận này còn nhanh hơn trận trước nữa. Giờ ta được một cái Radiant Chest. Và ta hãy coi điểm số một cái nào. Khoảng 600 mấy. Và được 27k. Ha. Animated. Hai người này gây sát thương nhiều nhất. Và ta hãy bấm ra. Bây giờ chúng ta hãy qua cái vô để chúng ta mở loot chest nào. Chúng ta được cái gì đây? Rare. Blink. Nói chung là dành cho những vị tướng khác nhau. Không phải lúc nào chúng ta cũng có được một vị tướng cả. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ Ỷ Thiên TV bằng cách thích, theo dõi và chia sẻ video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.